thế sự việc, làm cho câu chuyện dừng lại rõ ràng. Tớ là chấm hỏi khi cần biết điều chi, cuối câu tớ đứng hỏi hẳn điều chưa biết. Ba bạn chúng ta, mỗi bạn một vai, kể chuyện hỏi hàn cảm xúc bên nhau mãi. Dấu chấm chấm hỏi, chấm than vui cười, bạn bè thân thiết luôn bên nhau không rời. Tớ là chấm than bộc lộ cảm xúc, cuối câu tớ đứng vui buồn thêm rõ hơn. Ba bạn chúng ta thật là tuyệt vời, giúp cho câu chữ ngập tràn niềm vui.